Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Thân chào tất cả các bạn chị em đã kết nối với Hội Thánh Nhà Muôn Dân để học bài học buổi tối hôm nay. Tôi thay mặt Hội Thánh gửi lời chào trân trọng đến tất cả các bạn chị em. Những người đã, đang và sẽ kết nối, xin Thánh Linh của Chúa thăm viếng tất cả anh chị em ngay thì giờ này. Cảm ơn Chúa về những khuôn mặt thân quen, những anh chị em yêu mến lời của Đức Chúa Trời. Và hôm nay chúng ta sẽ chuyển sang học một đề tài mới. Anh chị em không biết có theo dõi trên thông báo trên trang Nhà Muôn Dân chưa? Chúng ta sẽ học một đề tài mới em ạ. Dạ, đề tài đó là phương pháp cầu nguyện chữa lành cho những ai cần trong danh Chúa Giêsu. Amen. Và hôm nay chúng ta sẽ học bài đầu tiên. Tôi hy vọng rằng cái chủ đề này đem lại cho tất cả chúng ta sự hứng thú cũng như những điều tuyệt vời. Và tôi cũng hy vọng rằng tất cả những anh chị em mình học xong bài học này sẽ có thể thực hành cầu nguyện cho những người bị bệnh, những người đang có gặp nan đề mà cần đến sự chữa lành siêu nhiên, những phép lạ của Chúa Giêsu. Amen. Cảm ơn Chúa. Tôi tin rằng anh chị em sẽ hứng thú với đề tài này. Và một lần nữa, xin Chúa thăm viếng tất cả chúng ta trong cái thời giờ quý báu buổi tối ngày hôm nay. Xin Chúa ban phước. Và giờ này như thường lệ, chị em chúng ta sẽ đến với sự cầu nguyện. Xin Đức Thánh Linh Ngài thăm viếng tấm lòng của mỗi một chúng ta. Xin Thánh Linh là giáo sư, là người thầy vĩ đại, người thầy trọn đời như tôi hay nói với anh chị em, luôn luôn ở cùng, luôn luôn mặc khải, ban thần trí của sự khôn ngoan thông sáng để chúng ta có thể lãnh hội và am hiểu những gì Chúa muốn nói qua lời của Ngài. Amen. Bà anh chị em, tôi trân trọng kính mời tất cả anh chị em giờ này hãy dọn sạch tấm lòng của mình, hãy chuẩn bị tấm lòng của mình và tiến đến trước mặt Chúa. Chúng ta cùng cầu nguyện. Tôi hy vọng rằng anh chị em giờ này sẽ không bị phân tâm, phân tán, mất tập trung vì bất cứ một cái hoàn cảnh hay một lý do gì. Tôi hy vọng rằng anh chị em dành toàn bộ thời gian quý báu buổi chiều hôm nay để chúng ta cùng nhau học lời Ngài, cùng nhau cầu nguyện với nhau. Và Chúa chắc chắn sẽ làm phép lạ cho những ai khát khao, những ai mong chờ, những ai có đức tin nơi danh quyền năng của Ngài. Amen. Amen. Chúng ta cùng cầu nguyện nha. Cha ơi, trong danh Chúa Giêsu, con cầu nguyện giờ này cho tất cả những ông bà anh chị em đang lắng nghe và chịu ảnh hưởng với lời cầu nguyện. Con cầu nguyện để ánh sáng của Chúa đến trên tất cả ông bà anh chị em con giờ này trong danh Chúa Giêsu. Trong danh của Chúa Giêsu, xin Chúa giờ này hãy đổ đầy Đức Thánh Linh, kết nối ông bà anh chị em con với Thánh Linh yêu quý của Ngài. Cha ơi, trong danh Chúa Giêsu quyền năng của cầu nguyện để thần khôn ngoan và thần mặc khải đến trên tất cả những người nghe, những người đang kết nối và đang tham dự vào buổi học lời Chúa tối nay. Nhân danh của Chúa Giêsu Christ quyền năng, Chúa ơi, hãy ban phước cho những anh chị em con là những người đang cầu nguyện, những người đang kêu gào, những người đang nài xin trước mặt Ngài giờ này. Còn cầu nguyện để Ngài soi sáng con mắt của sự hiểu biết, khiến cho anh em con thấy được điều cần thấy, nghe được điều cần nghe, và những phép lạ siêu nhiên trên Chúa sẽ đến trên đời sống ông bạn cho em con một cách thường xuyên, một cách dứt khoát, một cách đầy đức tin, một cách đầy vinh quang, và danh của Chúa được tôn cao trên đời sống của họ. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài. Một lần nữa thưa Cha, con cầu nguyện hãy thăm viếng ông bà anh chị em con giờ này. Hãy đồng chạm ông bà anh chị em con giờ này. Hãy làm tươi mới tấm lòng của ông bà anh chị em con giờ này. Tất cả những ai đang lắng nghe và chịu ảnh hưởng với lời cầu nguyện này, nguyện họ được phước một cách dư dật giờ này, trong linh, trong hồn, trong thể chất. Ô, lạy Chúa, trong danh Giêsu quyền năng, tôi tuyên bố ông bà anh chị em
hãy được kết nối với Thánh Linh giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền này. Tôi tuyên bố tất cả các bạn xem những ai lắng nghe được lời cầu nguyện này, hãy kết nối với Thánh Linh của Đức Chúa Trời giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền này. Trong danh của Chúa Giêsu Christ quyền này, hãy kết nối với Thánh Linh của Chúa giờ này. Tôi công bố sự sáng của Chúa bao trùm trên toàn thể các bạn xem những ai đang nghe và chịu ảnh hưởng với lời cầu nguyện này. Đây dãy sự sáng trong linh, trong hồn, trong thể chất. Đây dãy sự sáng của Đức Chúa Trời trong linh, trong hồn, trong thể chất, trong danh Chúa Giêsu quyền này. Anh em phải biết rằng Chúa Giêsu nói sự sáng là sự sống cho con người. Amen. Giăng chương nhất, sự sáng chính là sự sống cho loài người. Tôi công bố trong danh của Chúa Giêsu Christ quyền năng, sự sáng của Ngài bao trùm và chiếu rõ anh chị em giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Trong Giăng chương 8, Ngài nói ta là ánh sáng của thế gian, ta là sự sáng của thế gian, người nào theo ta sẽ không đi trong sự tối tăm. Trong danh của Giêsu Christ quyền năng, tôi công bố sự sáng thiên thượng này chiếu rọi trên toàn thể linh hồn thân của anh chị em giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy đón nhận, hãy đón nhận, hãy đón nhận, hãy đón nhận giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy đón nhận phép lạ của Ngài trên linh hồn thân thể của anh chị em giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy được khích lệ giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cảm ơn Ngài. Tôi khích lệ bạn chị em hãy cầu nguyện nè. Mỗi một bạn chị em hãy nghe tôi, hãy lắng nghe tôi và mở miệng mình ra cầu nguyện. Cha ơi, thăm viếng con. Cha ơi, hãy làm ơn trên con. Cha ơi, hãy chữa lành con. Cha ơi, hãy làm phép lạ trên con. Con biết rằng Ngài luôn yêu thương con, chăm sóc con và luôn làm những điều mà lòng con khát khao vì con sống trong lời của Ngài. Hãy cầu nguyện anh chị em. Hãy cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu quyền. Tôi dành thời giờ để anh chị em cầu nguyện. Nào, mỗi một bạn chị em hãy mở mồm mình ra cầu nguyện. Những thời giờ học lời Chúa, ngồi chuyện học lời Chúa, anh chị em hãy học cách cầu nguyện. Cầu nguyện một cách tự nhiên, cầu nguyện một cách nó thoải mái như người con nói chuyện với cha mình. Mặc dù Chúa mình không thấy, nhưng anh chị em ơi, nếu Chúa mở mắt thuộc lên, anh em sẽ thấy Ngài ngồi đó. Ngài ngồi bên cạnh anh chị em. Ngài ngồi tại chỗ anh chị em đang ở. Ngài ngồi tại địa điểm nào mà anh chị em đang dùng để kết nối với hội thánh ngay thời giờ này. Chúa không bị giới hạn bởi không gian và thời gian. Ngài ở đây và Ngài cũng ở đó. Ngài kết nối tất cả chúng ta lại với nhau trong đức tin. Cho nên trong danh Chúa Giêsu quyền năng, tôi tuyên bố một sự kết nối siêu nhiên giữa anh chị em với hội thánh của Chúa ngay thời giờ này. Anh chị em được kết nối với Thánh Linh của Chúa ngay thời giờ này. Hãy đầy dẫy, đầy dẫy trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy được đổ đầy trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tiếp tục đến anh chị em, hãy cầu nguyện nào. Mỗi một bạn chị em hãy cầu nguyện, hãy mở mồm miệng ra mình ra và nói: Chúa ơi, thăm viếng con. Chúa ơi, ban ơn cho con. Chúa ơi, hãy cho con được đầy thần khôn ngôn và thần mặc khải để con hiểu biết Chúa Giêsu, hiểu biết lời Ngài, thông tuệ lời Ngài và biến con trở thành người có ích, biến con trở thành cánh tay của Ngài, đôi chân của Ngài, cặp mắt của Ngài, tâm trí của Ngài, tấm lòng của Ngài để con có thể chạm đến nhiều người như chính Chúa đã chạm đến. Hãy cầu nguyện anh chị em trong danh Giêsu quyền năng. Lạy Chúa, hãy biến con thành kênh dẫn của Ngài trên đất này. Chúa ơi, hãy cầu nguyện anh chị em. Mở môi miệng mình ra và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu. Vì Chúa nói anh em xin đi sẽ được tìm, sẽ gặp, gõ cửa, cửa sẽ mở. Anh chị em có muốn làm công cụ của Chúa không? Anh em có muốn là đại diện của Chúa trên đất này không? Hãy mở môi miệng mình ra và nói: Chúa ơi, con nguyện làm kênh dẫn của Ngài trên đất này. Chúa hãy dùng con để chuyển tải tình yêu của Ngài trên đất này. Dùng con để chuyển tải lẽ thật của Ngài trên đất này. Hãy dùng con để chuyển tải phép lạ và sự chữa lành của Ngài trên đất này. Cầu nguyện lên trên trong danh Chúa Giêsu quyền năng. 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 Tiếp tục cầu nguyện nào. Hallelujah. Ô, biến con thành kênh dẫn của Ngài, kênh dẫn của lòng tử tế Ngài cho thế giới này, kênh dẫn của tình yêu Ngài cho thế giới này, ở những nơi hận thù, những nơi cay đắng, kênh dẫn của sự tha thứ của Ngài cho những nơi nào đang căm ghét, hận thù, đang chiến tranh, đang chia rẽ. Lạy Chúa, hãy biến con thành kênh dẫn của sự chữa lành Ngài cho những nơi bệnh tật đau yếu, cho những con người đang kêu khóc về những căn bệnh từ thế giới tối tăm. Chúa, hãy biến con thành kênh dẫn của sự giải cứu cho những người bị cầm tù, bị ma quỷ ức hiếp. Chúa ơi, biến con kênh dẫn của sự tự do cho những người đang ở trong sự trói buộc nghiện ngập của cái thói hư đời này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cầu nguyện anh chị em trong danh Giêsu quyền năng. Chúa lắng nghe anh chị em. Chúa lắng nghe tất cả anh chị em.
Tôi tuyên bố Thánh Linh của Đức Chúa Trời đầy dẫy trên anh chị em già này. Thánh Linh của Đức Chúa Trời thâm viếng hồng lên anh chị em già này, hãy đón nhận trong danh Chúa Giêsu quyền. Tiếp tục nào. Tiếp tục cầu nguyện. Tiếp tục cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu. Chúa ơi, đến với con. Chúa ơi, mở trí con. Chúa ơi, mở mắt con. Chúa ơi, mở tay con. Chúa ơi, giúp con. Con biết ơn Ngài vì Ngài giúp con, và con có thể làm được những việc lớn và khó là những việc con chưa biết bao giờ. Hãy giúp con để làm những điều vượt quá khả năng và suy tưởng của con trong danh Giêsu quyền. Con tạ ơn Ngài trong danh Giêsu quyền. Cảm ơn Ngài. Anh chị em hãy thay đổi cách cầu nguyện của mình và bắt đầu tạ ơn Chúa. Anh em hãy tạ ơn Chúa vì Ngài ban ơn cho anh chị em. Anh em hãy tạ ơn Chúa vì Ngài thăm viếng anh chị em. Anh em hãy tạ ơn Chúa vì Ngài bắt đầu đụng chạm tấm lòng của anh chị em. Hãy tạ ơn Ngài trong danh Giêsu. Tạ ơn Ngài trong danh Giêsu. Hãy tạ ơn Ngài trong danh Giêsu. Hãy tạ ơn Ngài trong danh Giêsu. Amen. Cảm ơn Chúa, Chúa. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Hallelujah. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Hallelujah. Tiếp tục tạ ơn Ngài đến trên. Hãy thay đổi lời nói của mình. Cảm ơn Ngài vì Ngài chữa lành con. Cảm ơn Ngài vì Ngài ban cho con sức khỏe siêu nhiên. Cảm ơn Ngài vì Ngài cho con sự tự do và bình an siêu nhiên. Cảm ơn Ngài vì Ngài là đấng cung ứng và con được sống trong sự dư đầy một cách siêu nhiên. Trong danh Chúa Giêsu quyền nào. Anh em hãy cảm ơn Ngài nào. Tạ ơn Chúa thật nhiều. Tạ ơn Chúa thật nhiều. Tiếp tục lên trên. Tiếp tục trong danh Giêsu. Tiếp tục tạ ơn Chúa trong danh Giêsu. Tiếp tục công bố những lời tích cực qua môi miệng của mình trong danh Giêsu. Tạ ơn Chúa. Oh hallelujah. Tạ ơn Chúa hallelujah. Tạ ơn Chúa hallelujah. Tạ ơn Chúa hallelujah. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Wow hallelujah, cảm ơn Ngài. Tạ ơn Chúa hallelujah, cảm ơn Ngài. Tạ ơn Chúa hallelujah, cảm ơn Ngài. Hallelujah, cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài vì sự thâm viếng diệu kỳ mà Ngài dành cho đời sống mỗi một chúng ta. Một lần nữa tôi thay mặt Hội Thánh Nhà Môn Dân gửi lời chào đến hết thảy ông bà anh chị em đang kết nối với Hội Thánh qua kênh live stream này trên trang kênh truyền thông của Hội Thánh Nhà Môn Dân. Nguyện Chúa ban phước cho ông bà anh chị em một cách dư đầy, đầy dẫy sự khôn ngon, dư dật sức khỏe và bình an. Và giờ này, như thường lệ, trước khi chúng ta học bài học, anh chị em ơi, hãy giúp tôi chia sẻ bài học này trên trang của mình, trên nhóm mà mình tham gia, hay trên bất cứ nơi nào mà anh chị em nghĩ rằng có người cần đến lời của Chúa. Amen. Có người cần đến lời Chúa, hãy chia sẻ anh chị em. Tôi tin rằng chính lời của Đức Chúa Trời sẽ giúp đỡ rất là nhiều người. Dù vô tình hay hữu ý, Đức Chúa Trời luôn chọn cách giải cứu họ, chữa lành họ qua lời của Ngài bằng rất là nhiều phương pháp khác nhau. Cho nên anh chị em ơi, hãy chia sẻ với tôi trong danh Chúa Giêsu quyền này. Cảm ơn Ngài. Rồi, tôi sẽ bắt đầu bài học buổi tối hôm nay. Như tôi đã nói với anh chị em hôm nay chúng ta sẽ học bài đầu tiên của chủ đề phương pháp chữa lành người bệnh. Phải không ạ? Bởi danh Chúa Giêsu. Phải nói rõ như thế ha. Thì đây là chúng ta ngắt gọn, nhưng mà phải nói đúng là phương pháp chữa lành người bệnh bởi danh Chúa Giêsu. Chúng ta ở đây, chúng ta không có luyện cái khả năng để chữa bệnh cho ai hết á, bởi vì con người chúng ta không có cái khả năng làm điều đó. Chúng ta chữa lành cho người bệnh bởi danh Chúa Giêsu. Chúng ta sử dụng một cái thẩm quyền ủy nhiệm, một cái quyền năng ủy nhiệm để chữa lành người bệnh tật qua cái quyền năng đó. Ủy nhiệm là gì? Có nghĩa là Chúa ủy quyền cho chúng ta sử dụng cái quyền năng của Ngài, thẩm quyền trong danh của Ngài để đem cái phép lạ thương xót đến cho những người có nhu cầu. Và chúng ta hoàn toàn phụ thuộc vào Chúa Giêsu để làm điều này. Không có Chúa Giêsu, không có danh Chúa Giêsu, không ai trong chúng ta có thể chữa lành người bệnh. Tất cả không bao giờ làm được. Cho nên ai đó nói rằng mình có khả năng chữa lành người bệnh là nói chưa đầy đủ. Chưa đầy đủ. Chúng ta có thể có khả năng chữa lành người bệnh bởi sử dụng thẩm quyền và năng lực ủy nhiệm bởi danh Chúa Giêsu. Amen chưa? Cho nên chúng ta hãy
nói cho nó chính xác đó, và hiểu cho nó chính xác cái đề tài, để chúng ta biết rằng chúng ta đang học một cái đề tài là chúng ta học cách sử dụng danh Ngài, vận dụng danh Ngài, vận dụng cái năng lực và cái thẩm quyền mà Ngài ủy nhiệm cho chúng ta như thế nào cho nó đúng, để rồi người bệnh được chữa lành. Amen. Cảm ơn Ngài. Ok, tôi sẽ bắt đầu bài học giờ này. Cái phép lạ được làm ra bởi danh Chúa đó, nó không phải là để biểu diễn, nó không phải là để tạo dựng một cái danh tiếng, nó không phải là để chứng minh rằng là Kinh Thánh đúng hay Kinh Thánh sai, chứng minh cho một giáo lý, chứng minh cho một hệ phái, chứng minh cho một lãnh đạo thuộc linh nào là anh ấy thuộc Chúa hay không thuộc Chúa. Không, tôi nói lại, phép lạ chữa lành mà chúng ta thấy hiện nay Chúa làm cho nhiều người qua hội thánh của Ngài, qua những tôi tớ của Ngài, chỉ có một cái mục đích duy nhất thôi. Phép lạ chữa lành là bày tỏ lòng thương xót của Chúa đến cho con người. Anh em ghi nhớ chi tiết này. Và tôi muốn tất cả những người mong ước rằng Chúa sử dụng mình như một công cụ để chữa lành người khác, hãy thẩm thấu tư tưởng này vào sâu trong trái tim của mình. Khi chúng ta cầu nguyện để chữa lành một người bệnh là chúng ta đang nói, Chúa ơi, nguyện lòng thương xót của Ngài được thể hiện trên con người này, và họ nhận được sự chữa lành, họ sẽ biết ơn Ngài, họ sẽ tạ ơn Ngài, họ sẽ yêu mến Ngài, họ sẽ trìu mến Ngài, bởi vì Ngài thương xót họ. Anh em hãy lãnh hội cái ý này. Amen. Giống như khi một người mù và ăn mày Ba-ti-me đứng bên vệ đường, và khi ông nghe Chúa Giê-xu đi ngang qua thì ông kêu lên, lạy Giê-xu con vua David, hãy thương xót tôi cùng. Anh em thấy một tiếng kêu lạ lùng không? Ông không nói rằng lạy Giê-xu con vua David, hãy chữa lành cho tôi, hãy làm phép lạ trên tôi, hãy bày tỏ vinh quang Đức Chúa Trời tin tôi. Ông không nói thế. Ông nói rằng con Đức Chúa Trời ơi, con vua David ơi, hãy thương xót tôi. Cho nên tất cả những phép lạ, trong đó có phép lạ chữa lành mà Đức Chúa Trời làm trên những con người, là anh chị em ơi, là thể hiện lòng thương xót của Chúa, lòng yêu thương vô điều kiện của Chúa dành cho những con người đang khốn khổ với cái ách của tội lỗi và với bàn tay hài hiếp của Satan. Cho nên gần 200 con người ở đây, khi chúng ta học bài học này, đầu tiên chúng ta cần lãnh hội là mọi phép lạ Chúa làm qua đời sống của tôi là để thể hiện lòng thương xót và tình yêu, lòng trắc ẩn của Chúa đối với thế giới này. Cho nên nếu chúng ta sử dụng phép lạ của Chúa với một mục đích nào đó khác đi thì chúng ta đã đánh mất ý nghĩa của nó. Động cơ của chúng ta không còn trong sạch, và chức vụ của chúng ta có thể sụp đổ và bị xấu hổ, bôi nhọ, và danh của Chúa bị tổn hại rất là nhiều. Anh chị em hãy chú ý điều này. Và buổi tối hôm nay chúng ta học bài học là chúng ta phải tạo ra, trước khi chúng ta trở thành một người có thể cầu nguyện chữa lành, giải cứu, giúp đỡ người khác, thì chúng ta phải biết cách tạo cho mình một bầu không khí đức tin của sự chữa lành. Biết cách như thế, đây là điểm khởi đầu ha, đây là điểm khởi đầu. Cho nên cách tốt nhất để tạo ra một bầu không khí đức tin là chúng ta bắt đầu bằng một sự nhận thức sâu sắc về cái nhu cầu được chữa lành của con người và cái sự bất khả thi của chúng ta trong cái nhiệm vụ này. Anh chị em ghi nhớ giùm tôi nha. Vì chúng ta đang học mà, cho nên đôi khi anh chị em phải có bút giấy để mình gạch đầu dòng những cái điều rất là quan trọng ở trong bài học. Anh em hãy ghi nhớ, tôi nhắc lại những lẽ thật quan trọng, tôi sẽ nhắc lại để cho chúng ta lãnh hội. Cái cách tốt nhất để chúng ta tạo ra bầu không khí đức tin chữa lành
Nó bắt đầu bằng sự nhận thức sâu sắc về cái nhu cầu cần được chữa lành của con người hiện nay và cái tính bất khả thi của chúng ta đối với nhu cầu đó. Điều này có nghĩa gì? Điều này có nghĩa là dù con người đang sống trong một thế giới hiện đại đầy đủ máy móc, đầy đủ những vật dụng, đầy đủ những cái tiến bộ khoa học nói chung và y học nói riêng, nhưng thực tế cái nhu cầu được chữa lành của con người là không bao giờ giảm đi, mà thậm chí tôi còn thấy gia tăng, nhất là trong thời kỳ cuối cùng này tôi càng thấy gia tăng. Ở đâu thì tôi không biết, nhưng nói riêng ở Việt Nam thì ngày càng gia tăng. Anh em có đồng ý với tôi điều đó không ạ? Tôi nói vui, có một số người nói như thế này: cái bệnh viện là cái nơi mà người ta không muốn đến nhất, không ai muốn đến cả, nhưng mà đó lại là nơi đông nhất. Đó lại là nơi đông nhất, lúc nào cũng đông, lúc nào cũng kín giường, lúc nào cũng chật chội. Điều đó nói lên một điều rằng cái nhu cầu được chữa lành của con người hiện nay là rất là cấp thiết, rất cấp thiết. Dù người nghèo, người giàu, người có học, người không có học, người có đạo, người không có đạo, người tin Chúa hay là người vô tín, người có thần hay là người vô thần, tất cả đều cần sự chữa lành một lúc nào đó trong cuộc đời của mình. Tôi muốn nói điều đó để biết rằng quyền lực của bệnh tật, quyền lực bệnh tật là quyền lực sự chết đó, nó đang đè nén trên toàn thể nhân loại và người Việt Nam mình nói riêng. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là thực tế mà nói, loài người của chúng ta nói chung, giới chuyên môn như các bác sĩ, y tá, những người có chuyên môn nói riêng, đã bất lực, bất lực, hoàn toàn bất lực trong một cái nhiệm vụ đó là chữa lành cho tất cả mọi người. Bất lực. Bằng chứng là chúng ta luôn thấy hàng ngày có những xe cứu thương để đưa xác người từ bệnh viện trở về nhà, hoặc là đưa những người còn sống nhưng mà nhận được một cái giấy báo rằng chúng tôi không thể nào làm gì để giúp anh, giúp chị, hãy về vui hưởng được ngày nào thì được rồi ra đi. Có đúng không ạ? Đây là cái nhiệm vụ bất khả thi, chúng ta không thể nào tự giải quyết được cái nhu cầu này. Và đi từ hai cái luận điểm này, chúng ta sẽ bắt đầu nảy sinh trong lòng một khát khao. Ý là chúng ta là những người tin Chúa đó, chúng ta sẽ nảy sinh trong lòng một cái sự khát khao để chữa lành những con người đau khổ, những con người đau khổ, những con người mất hy vọng, những con người tuyệt vọng, những con người thất vọng, những con người đang bị hành hạ dưới những căn bệnh mà, nói thiệt với anh chị em, chúng ta nhìn không đành lòng. Tôi là người đi trong cái chức vụ này, khi tôi nhìn những cái hoàn cảnh thật sự là nhiều khi không cầm nổi tấm lòng, nó rất là đáng thương, rất là đáng chia sẻ, rất là đau đớn. Nhất là những căn bệnh ung thư, những căn bệnh vô phương cứu chữa, những căn bệnh tâm thần, những căn bệnh ma bị bởi ma quỷ ức hiếp, những căn bệnh bại liệt, những căn bệnh mà khiến cho người ta đau đớn mỗi ngày. Thì nói thật sự nó rất đau đớn. Và từ cái chỗ này đó thì lòng của chúng ta, nếu chúng ta kết hiệp với Chúa, bởi vì tôi nói với anh chị em rằng mục đích của sự chữa lành là lòng thương xót mà, cho nên nếu chúng ta kết hiệp với Chúa thì tự trong lòng chúng ta sẽ nảy sinh một khát khao: Chúa ơi, con muốn Chúa dùng con để chữa lành người này, con muốn Chúa dùng con để làm phép lạ trên người này, con muốn Chúa dùng con để cầu nguyện và cất đi căn bệnh đau đớn trên người này. Anh em
Hiểu ý tôi muốn nói. Và đó nó nảy sinh cho chúng ta một cái bầu không khí đức tin về sự chữa lành. Nó nảy sinh trong lòng chúng ta một cái bầu không khí đức tin về sự chữa lành. Chúng ta bây giờ tin Chúa không còn đơn thuần chúng ta nghĩ về sự sống, chúng ta nghĩ về sự vui hưởng, chúng ta không còn nghĩ về phước hạnh, chúng ta không còn nghĩ về được mất nữa, mà tự động trong lòng chúng ta lại nghĩ về những nhu cầu của người khác. Chúng ta nghĩ về những căn bệnh nan y, chúng ta nghĩ về những người bệnh đang cần Chúa chữa lành. Đây là cái chỗ mà nó nảy sinh, nảy sinh cái đó. Và khi chúng ta nhìn vào cứu Chúa Giêsu, phải không ạ? Chúng ta thấy được một cái tấm gương. Tấm gương đó là Ngài cũng là một đấng chữa lành. Và khi Ngài còn ở trên đất, Ngài đi đây đi đó, Ngài giảng nước trời và Ngài chữa lành cho tất cả những người bệnh tật. Những ai đến với Ngài, họ được chữa lành, họ được phục hồi. Ngài không từ chối, Ngài không từ chối. Thì bất cứ một người nào cả, Ngài không từ chối bất cứ một người nào đến với Ngài mà kêu gào Ngài chữa lành cả. Anh chị em thấy không ạ? Nên khi chúng ta có lòng thương xót như Chúa, chúng ta cũng không từ chối một người nào. Bất kể người đó, tôi xin nói với anh chị em là người đó đã tin Chúa hay là chưa tin Chúa, Chúa đều chữa lành hết. Anh em có thể rất là lạ lẫm với cái ý tưởng này, nhưng mà anh chị em thử nhìn Chúa Giêsu đây sẽ thấy Ngài chữa lành hết. 10 người phun đến với Chúa, Ngài chữa lành hết. Ngài không quan trọng là họ đối xử với Ngài ra sao. Tôi nói tình yêu mà, tình yêu thương là một cái thứ diệu kỳ, và người ta không từ chối bất kỳ ai. Tình yêu thương không từ chối bất kỳ ai, chữa lành hết. Và 9 người được lành, 10 người được lành, chỉ có một người quay lại biết ơn Chúa thôi. Nhưng mà Chúa cũng hài lòng, không sao. Anh em thấy không ạ? Đây là cái chỗ mà chúng ta cần phải học tập Chúa. Cho nên cái điều này rất là quan trọng. Dĩ nhiên là chúng ta có thể mời gọi những người đó tiếp nhận Chúa, cho họ được sống, vì sống linh hồn quan trọng hơn là chữa lành thể xác, có thể. Nhưng mà ý tôi muốn nói rằng chúng ta hãy học tập Chúa Giêsu. Cái động cơ của chúng ta đó là lòng thương xót. Cho nên là đã gọi là lòng thương xót thì nó không có điều kiện gì hết á. Không có điều kiện gì. Không có điều kiện gì hết á. Tất cả đều được đón nhận, tất cả đều được ban cho. Amen. Như vậy thì chúng ta có trách nhiệm phải sống theo cái phúc âm mà Chúa Giêsu đã sống, đã rao giảng, đã bày tỏ. Và cái phúc âm đó một lần nữa phải trở thành trung tâm của các vấn đề của thế gian. Và trong bài học hôm nay nói riêng, chúng ta phải nói rằng cái phúc âm đó, cái phúc âm mà chúng ta giảng đó, nó phải trở thành trung tâm của cái vấn đề của con người, là cái bệnh tật của con người. Khi chúng ta đến với những người bệnh, chúng ta phải giảng cho họ một phúc âm chữa lành. Anh chị em amen với tôi điều đó không ạ? Chúng ta đến với người bệnh phải giảng cho họ một phúc âm chữa lành, phải nói với họ rằng Chúa Giêsu có thể chữa lành anh chị, hãy hy vọng nơi Ngài. Đây là một cái chỗ rất là cần thiết để chúng ta lãnh hội, để xây dựng một bầu không khí đức tin. Khi chúng ta đến với người bệnh, chúng ta đừng có giảng một phúc âm thịnh vượng. Khi chúng ta đến với một người bệnh, chúng ta đừng giảng một cái gì đó khác. Chúng ta hãy giảng một phúc âm chữa lành. Phúc âm chữa lành phải trở thành trung tâm của vấn đề của họ. Và anh em biết không, những cái điều bất khả thi đó, nó mời gọi một cái đức tin dời núi, một cái đức tin chinh phục, để khiến cho lòng chúng ta nỗ lực, lòng chúng ta cố gắng, lòng chúng ta tìm kiếm, lòng chúng ta kêu cầu, lòng chúng ta kiên nhẫn, lòng chúng ta nài xin, lòng chúng ta thổn thức với Chúa về những cái vấn đề mà chúng ta gặp phải. Một người không cầu nguyện, không bao giờ cầu nguyện chữa lành cho người bệnh, thì người đó không bao giờ có thể có cái tấm lòng nài xin Chúa một cách tối đa về cái ơn chữa lành, về sự đổ đầy Thánh Linh,
về quyền năng, về quyền phép, về thẩm quyền cho người bệnh. Không có cái động lực đó. Ý tôi muốn nói rằng anh chị em cần muốn xây dựng một bầu không khí đức tin chữa lành, anh chị em phải giảng một phúc âm chữa lành đến với những người bệnh, những người đang gặp nan đề. Và anh em sẽ chạm trán với những cái điều không thể, với những căn bệnh không thể. Anh em sẽ chạm trán đến với những căn bệnh bại não, những căn bệnh bại liệt, những căn bệnh gọi là tâm thần, những căn bệnh là SIDA, những căn bệnh gọi là ung thư giai đoạn cuối. Và khi lòng thương xót của Chúa đổ đầy tràn mình, thì cái điều không thể đó, cái điều mình nhìn thấy bất khả thi đó, nó kéo chúng ta đến với đức tin dời núi, nó kéo chúng ta đến với một cái đức tin chinh phục, nó kéo chúng ta đến với cái lòng khao khát: Chúa ơi, dùng con nhiều hơn, Chúa ơi, dùng con mạnh hơn, dùng con đầy tràn hơn, dùng con hiệu quả hơn. Và anh em sẽ bắt đầu tìm kiếm, anh em sẽ bắt đầu nảy sinh, phát sinh ra một cái bầu không khí đức tin chữa lành xung quanh cuộc đời của mình. Anh em hiểu ý tôi muốn nói không ạ? Đây là chỗ rất là quan trọng, rất là quan trọng. Đấy, rất là quan trọng ha. Rồi, Vậy thì khi chúng ta nhìn vào Chúa Giê-xu, chúng ta cần phải biết rằng mình là người được tái sanh bởi Chúa. Chúng ta phải mang gen của Chúa. Chúng ta phải mang gen của Chúa. Đúng không ạ? Mỗi tín đồ được tái sanh phải có gen của Đấng Christ. Gen của Đấng Christ là gì? Rất là nhiều thứ, nhưng mà hôm nay trong phạm vi bài học tôi nói, gen của Đấng Christ là đi tới đâu chữa lành người bệnh tới đó. Anh em có nhìn thấy trong phúc âm không? Tôi khẳng định với anh chị em điều đó đó. Anh chị em hãy đọc lại 4 sách phúc âm đi: Matthew, Luca, Mark, Giăng. Anh em sẽ nhìn thấy Chúa Giê-xu đi đến đâu thì Ngài chữa lành người bệnh đến đó. Và nói một cách chính xác hơn là Ngài đi đến đâu thì người ta khiêng người bệnh đến đó cho Ngài chữa lành. Và tôi chưa thấy bao giờ Chúa Giê-xu từ chối chữa lành. Chúa Giê-xu rất hứng thú chữa lành. Chúa Giê-xu rất nhiệt thành để chữa lành. Và anh em đọc sẽ thấy có những ngày Ngài không còn đủ thời giờ đang uống nghỉ ngơi, bởi vì Ngài có lòng thương xót của Đức Chúa Cha dành cho những nan đề của nhân loại. Và tôi muốn, tôi, ông bạn chị em và tôi là con của Chúa, phải có gen của Chúa, phải giống Chúa, ít nhất là trong cái lĩnh vực này. Các em không ạ? Ít nhất là trong cái lĩnh vực chữa lành này. Cho nên tôi thú thật là tôi không hiểu tại sao lại có những con người phục vụ Chúa, gọi mình là tín đồ của Chúa, được tái sanh bởi Chúa, mà lại không khát khao cầu nguyện chữa lành cho người khác. Tôi không hiểu tại sao. Nhưng mà theo lẽ thường tình thì rõ ràng con phải giống cha. Cái gen đó nó phải được chuyển tải, chuyển tải vào trong mỗi một chúng ta là những tín đồ được tái sanh, được sinh ra bởi linh của Chúa, bởi lời của Chúa, bởi bản chất của Chúa. Chúng ta phải giống Chúa, đúng không ạ? Cho nên chúng ta làm điều đó để làm gì? Một lần nữa chúng ta nói rằng chúng ta làm điều đó nó có liên quan đến việc chúng ta đại diện cho Ngài trên đất này, đại diện cho Ngài trên đất này một cách chính xác và đầy đủ, đúng không ạ? Năm xưa Chúa Giê-xu chữa lành thì bây giờ chúng ta cũng chữa lành người bệnh. Chúng ta đại diện cho Đấng Christ. Người ta nhìn vào chúng ta, người ta thấy hình ảnh của Đấng Christ. Người ta thấy và người ta nói: ồ, anh là tín đồ của Đấng Christ à? Vậy thì tôi mang máng tưởng tượng ra Chúa Giê-xu năm xưa cũng như vậy. Ngài đi đến đâu, Ngài giảng về sự chữa lành. Ngài đi đến đâu, Ngài nói về vương quốc. Ngài đi đến đâu, Ngài nói sự tự do cho người ta. Ngài đi đến đâu, Ngài làm sự thương xót cho người ta. Ngài đi đến đâu, Ngài cầu nguyện hết lòng cho người ta. Ngài cầu nguyện đến khi quên ăn, quên ngủ. Ngài cầu nguyện đến khi là có cũng như Ngài không còn thời giờ để nghỉ ngơi. Anh em ạ, đây là cái gen của chúng ta phải có. Tôi và bạn chị em phải có gen của Chúa.
để thể hiện khuôn mặt của Chúa cho thế giới này. Cái khuôn mặt này tôi không ý không có nói về cái sự hình dáng bên ngoài giống thể chất không. Cái khuôn mặt này có nghĩa là cái khuôn mặt thuộc linh, cái cách ngài thể hiện. Cho nên tôi và bạn cho em phải có gen của Chúa để thể hiện khuôn mặt của Chúa cho thế giới này ngắm nhìn. Và người ta sẽ nhìn biết ngài, người ta sẽ thấy được lòng thương xót của ngài. Đây không phải là một giấc mơ viển vông, không phải đâu anh chị em, nhưng đây là một khao khát rất thực tế, rất thực tế. Và chúng ta có thể thực hiện được, thực hiện được để làm một đại diện cho Chúa, của Chúa cho thế gian này một cách chính xác. Nó là một phần của mục đích đời đời mà Chúa dành cho con người. Chúa dành cho con người đó anh chị em. Cho nên nó rất là cần thiết. Anh chị em thấy rất là cần thiết. Cảm ơn ngài, rất là cần thiết. Cho nên bây giờ chúng ta nói một chút để cho cái lòng thương xót của mình nó trở nên thực tế đó. Không ạ? Mình có lòng thương xót để nên thực tế thì chúng ta cần phải dạn dĩ làm điều này, dám trả giá để làm điều này, dám trả giá để làm điều này. Tức là ý nói về sự cầu nguyện cho người bệnh. Lòng thương xót nó phải như thế. Lòng thương xót thật, đúng không ạ? Nó khiến cho chúng ta, nó khiến cho chúng ta dấn thân, dám trả giá, dạn dĩ để làm điều này bất chấp. Còn nếu không đó thì tôi nghĩ rằng chúng ta không phải thể hiện lòng thương xót của Chúa. Đây chỉ là một sự cảm thông, một sự chia sẻ, một sự vuốt ve, một sự an ủi mang cái tính bề ngoài thôi. Ồ, anh bị bệnh hả? Xin Chúa thương xót anh, xin Chúa an ủi anh, xin Chúa giúp anh ngủ ngon rồi đón anh về trời. Có lẽ là anh sắp xong cuộc đua rồi, Chúa đón anh về nơi vinh hiển. Anh sẽ có cuộc sống đời đời, anh không còn đau đớn nữa. Nếu lòng thương xót của mình không thành thật á, thì mình chỉ chia sẻ đến những cái cảm thông giả tạo đó thôi, nó không có tiến xa hơn. Còn nếu lòng thương xót mình thành thật á, thì mình nhìn vào lời Chúa và mình xong và mình cầu nguyện cho người đó. Mình công bố với sự chết rằng hãy trả lại mạng sống cho người anh em của ta. Hãy trả lại mạng sống cho người thân của ta. Hãy trả lại mạng sống đi. Ta không chấp nhận bệnh tật trên thân thể của họ. Nếu họ có về với Chúa, họ cũng về với Chúa trong sự bình an, trong sự vui mừng, trong sự khỏe mạnh, chứ không có về với Chúa trong cái kiểu đau đớn la hét như thế. Đó là lòng thương xót thật. Lòng thương xót dựa trên lẽ thật khiến chúng ta dạn dĩ, chúng ta dám đối đầu với những thế lực, dám đối đầu với những sự vô tín vô thần, dám đối đầu với những sự bất lực, với những điều của thế giới này. Cho nên cái lòng thương xót của chúng ta nó phải lớn hơn sự cảm thông, nó phải lớn hơn cái sự an ủi giả tạo, nó phải lớn hơn sự vuốt ve mang cái tính đắc nhân tâm để lấy lòng người. Không cần. Tôi nói thiệt với anh chị em, một người bệnh và chịu đau đớn trên thân thể, người ta không cần những lời vuốt ve giả tạo, mà người ta cần sự chữa lành siêu nhiên của Chúa Giêsu. Và tôi và bạn chị em phải có trách nhiệm để mang lấy gen của Đấng Christ, để khát khao, để nhiệt thành, để đam mê tìm kiếm và thể hiện quyền năng này cho người bệnh. Anh em dám làm điều đó không? Đây là cái động cơ, đây là cái tấm lòng để chúng ta xây dựng một cái bầu không khí đức tin chữa lành trên cuộc đời cơ đốc của mình, trên đời sống đức tin của chính mình cho người khác. Cho nên anh chị em ạ, muốn như vậy đó thì tôi nói nhắc lại chỗ này. Chúng ta hãy quên và loại bỏ cái lối sống an ủi giả tạo đi. Bỏ đi, chúng ta không cần nó. Và tôi đảm bảo với anh chị em là người bệnh cũng không cần. Nếu anh chị em là người chăm sóc tín đồ, tôi nói anh chị em tín đồ, anh chị em cũng không cần những lời an ủi giả tạo đó. Nhưng tín đồ của anh chị em cần sự chữa lành siêu nhiên từ Đức Chúa Trời. Cần là ung thư phải biến đi, cần là bệnh phải biến đi, cần là gan phải lành, ruột phải lành, tim mạch phải lành,
gì nữa đó, phải lên để họ đứng dậy, họ chạy, họ nhảy, họ ha Lê-lu-gia, vui mừng với Chúa cho họ không cần đến. Anh ơi, thôi ráng đi mà, vài hôm đi rồi Chúa cất anh về miền vinh hiển. Không cần. Có đúng không? Anh chị em có đồng ý với tôi? Ai đồng ý nói amen này. Và từ cái chỗ amen này, tôi khích lại anh chị em cùng tôi, không ạ, xây dựng một bầu không khí đức tin chữa lành một cách quyết liệt cho đời sống của mình, và loại bỏ một cái lối sống giả tạo, một cái lối sống gọi là ngớ ngẩn, không ạ, không cần thiết, không cần thiết. Đời này không cần những thứ đó. Chúng ta cần thật chứ không cần giả. Amen. Dạ rồi, cảm ơn Chúa vì anh em amen. Đấy là tôi thấy rất là phấn khích rồi. Ok, bây giờ chúng ta xây dựng văn hóa đức tin đây. Chúng ta xây dựng một cái văn hóa đức tin của chúng ta. Cái văn hóa là một cái lối sống, không ạ? Một cái lối sống. Lối sống. Mà lối sống này nó phải ăn vào máu, vào xương, vào thịt của mình, chứ không phải là đơn giản anh chị em nhé. Được không ạ? Anh chị em có đồng ý không? Có muốn xây dựng một bầu không khí đức tin chữa lành á, thì tôi nói với anh chị em là bắt đầu bằng một cái văn hóa đức tin này. Và nó phải trở thành cái lối sống, nó ăn vào máu, vào xương, vào thịt của chúng ta. Cho nên tôi thấy lạ lắm, khi mà tôi sống cái lối sống này đó, tôi giảng cái gì giảng, nói gì nói, quay hồi cũng đến sự chữa lành, giải cứu người khác, đến cái sự tự do cho người khác. Anh em để ý không ạ? Không ạ, tôi giảng gì giảng, nói gì nói, cuối cùng quay lại một hồi á, là anh em thấy là tôi nói về sự tự do, về sự vui mừng, về sự thịnh vượng, về sự khỏe mạnh, về sự bứt phá trong đời sống của con người với Chúa. Thằng học đấy, thằng học cái gì tôi không biết, thằng học đi đông đi tây đi nam đi bắc cái gì đó không cần biết, nhưng mà tôi nói với anh chị em cái cuối cùng của con người cần ấy, là cần cái thực tế. Bởi vậy cho nên chúng ta phải xây dựng một cái lối sống ăn vào máu vào xương. Đó là Chúa Giêsu đến để cho chiên của Chúa được sống và sống sung mãn. Và tôi nói với anh chị em rằng cái sự sung mãn, cái từ sung mãn này nó rộng lắm. Nhưng mà trong phạm vi bài học buổi tối hôm nay, tôi nói với anh chị em một cái sự thật nó như thế này. Một cái người đang bệnh trong thân thể thì không thể gọi là sung mãn được. Đúng không ạ? Cho nên hôm nay chúng ta phải xây dựng cái văn hóa đức tin đó, để chúng ta đeo đuổi một cái đời sống thật sự với Chúa, giúp người khác, giúp chính mình. Ok chưa? Rồi, anh chị em biết đức tin nó có một cái bản chất, nó có một cái bản chất rất là cần thiết và không thể nhầm lẫn. Cái đức tin thật ấy, cái đức tin thật nó có một cái bản chất không thể nhầm lẫn, không thể lẫn đi đâu được. Nó giống như vàng, không thể lẫn với cát, với đá, với sỏi, với đồng, với sắt được. Đó là cái đức tin thật. Nó có một cái bản chất, đó là nó đeo đuổi đến cùng. Đeo đuổi đến cùng. Nó không có từ bỏ, nó không có bỏ cuộc. Không có bỏ cuộc, không có nản lòng. Không có bị sự thất vọng khiến cho dừng lại. Không có bị cái sự khó khăn làm cho chùn bước. Không có bị một cái thứ gì có thể ngăn trở được đức tin. Cho nên anh em đọc Hebrew chương 11 sẽ thấy đức tin nó có một cái quyền năng lạ thường. Đức tin thật khiến cho chúng ta có một cái đam mê theo đuổi, phải không ạ? Bản chất của đức tin nó phản ánh chính cái bản chất của Chúa. Chúa của chúng ta là nguồn của đức tin. Đúng không ạ? Nguồn của đức tin. Theo đuổi. Và cụ thể ở đây là chúng ta theo đuổi điều gì? Cụ thể ở đây là chúng ta theo đuổi cái đấng ban thưởng cho chúng ta. Cái đấng ban thưởng cho chúng ta thẩm quyền và năng lực. Đấng ban thưởng cho chúng ta ân tứ để cho chúng ta hoàn thành nhiệm vụ và bày tỏ trọn vẹn lòng thương xót của Ngài. Cái chỗ đó nó đòi hỏi đức tin. Anh em đọc trong Hebrew chương 11 câu 6 đúng không? Đó, câu 6 nè. Và không có đức tin
thì chẳng hề có thể nào ở cho đẹp ý Ngài. Vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. Nếu chúng ta đọc kỹ câu này thì rõ ràng cái ý của tác giả không phải là khuyến khích chúng ta tin có Đức Chúa Trời hay không có Đức Chúa Trời. Ma quỷ nó cũng tin là có Đức Chúa Trời. Nhưng mà ý tác giả đây muốn chúng ta lồng ghép vào cái câu này đó, ý tác giả muốn khuyến khích chúng ta hãy theo đuổi Chúa, hãy đeo bám Chúa, hãy tin tuyệt đối, cậy vào Ngài tuyệt đối. Mục đích là gì? Để nhận lấy phần thưởng của đấng mà chúng ta tin. Ma quỷ nó không được thưởng. Ma quỷ nó tin Chúa lắm nhưng nó run sợ chứ nó không được thưởng. Còn tôi với anh chị em tin Chúa đó thì được thưởng. Anh chị em có thấy mình tuyệt vời hơn không? Cho nên cái chỗ theo đuổi này đó, chúng tôi muốn nói với anh chị em rằng để xây dựng được một cái bầu không khí đức tin chữa lành, chúng ta cần một sự kiên trì đeo bám theo đuổi để nhận phần thưởng từ nơi Chúa. Phần thưởng đó khiến cho chúng ta có khả năng hơn người khác, có khả năng đặc biệt, có khả năng hơn chính mình để làm cái điều mà nhân loại không thể làm, để hoàn thành cái nhiệm vụ mà loài người không thể hoàn thành. Cho nên ở đây tại sao là cần đức tin? Chính đức tin nó có cái bản chất của cái sự theo đuổi đó và khiến chúng ta được thưởng, anh chị em ạ. Cho nên để điều đó được xảy ra đó, tôi liệt kê ở đây một vài điều anh chị em có thể bắt đầu ghi xuống và mình sẽ thực hiện trong đời sống của mình. Một thời gian sau anh chị em sẽ xây dựng được một cái bầu không khí đức tin chữa lành xung quanh cái đời sống thuộc linh của mình, và nó trở thành bản chất của mình, trở thành cái gen của mình giống Chúa, và chúng ta chập chững để xây dựng nền tảng trở thành người cầu nguyện chữa lành cho người khác. Cho nên nhiều người ngày hôm nay đó, mình không có bắt đầu xây dựng nền gì hết, chúng ta xông vào chúng ta cầu nguyện chữa lành cho người ta khác, đúng không ạ? Thấy người khác làm mình cũng làm, cầu nguyện nhân danh Chúa chữa lành, cầu nguyện được một tháng không thấy ai được chữa lành hết, rồi người nọ khích bác, người kia khích bác, bỏ cuộc luôn, nản lòng thôi chứ luôn, thôi giờ dẹp ông chữa lành nữa, mệt lắm, thất vọng lắm. Tại sao? Bởi vì mình không bắt đầu bằng sự xây nền. Chúng ta thấy người khác làm xong vô làm luôn, và bị chỉ trích, bị bắn phá, bị móc xỉa. Chúng ta không đứng nổi, và chúng ta nản lòng, chúng ta bị trù dập, chúng ta bị đè nén, chúng ta bị vùi xuống, và chúng ta sẽ biến mất khỏi bầu trời và cái khát vọng chữa lành người khác bởi danh Chúa Giêsu. Nhưng tôi khích là anh chị em đừng vội vàng, hãy xây dựng nền, không ạ? Để chúng ta đi từ từ, được chưa? Rồi, cái điều đầu tiên đó, các bạn phải cụ thể và đam mê trong cái việc theo đuổi những cái điều bứt phá diệu kỳ trong đời sống của mình, được chưa? Phải cụ thể, hết sức cụ thể, đam mê và theo đuổi những cái điều mà mình ao ước, mình muốn thấy. Chúa ơi, con muốn thấy người ung thư được chữa lành. Chúa ơi, con muốn thấy người bại liệt được đi. Chúa ơi, con muốn thấy người mù được sáng mắt. Chúa ơi, con muốn thấy người tiểu đường được chữa lành. Con muốn thấy người bị huyết áp được chữa lành. Con muốn thấy người bị hở van tim được chữa lành. Con không chấp nhận đầu hàng nó, thưa Chúa. Đây là nó rất cụ thể và nó đam mê. Cái người đam mê và cụ thể và đam mê thì mới có thể đeo đuổi được. Còn anh không đam mê là anh thua liền, anh thua ngay, anh thấy anh ngán liền, đúng không ạ? Thấy ngán. Mà đôi khi có một số người thôi, nghe có một số người
Các người nói này là nói vui anh cho em nghe thôi. À, các người nói là có một sư kia, ông dặn những cái thầy truyền đạo của ông á, là khi đi ra truyền giáo đó là phải cầu nguyện với Chúa để đừng có gặp những người bệnh và những cái ca khó, nó mất sức lắm, nó không hiệu quả. Đấy, tránh đi, nó rắc rối lắm, nó nhiều khê lắm. Đi ra truyền giáo là phải gặp những người lành lặn, những người mà tuyên xưng đức tin rồi gia nhập hội thánh luôn. À, chứ còn mà gặp những người bệnh, người hoạn, những người mà đau khổ, nó phiền hà lắm. Cho nên trước khi ra truyền giáo phải xin Chúa tránh những cái đó. Nên tháng mà. Cho nên khi mà tôi nghe những cái điều này, tôi đã hiểu rồi. Tôi mường tượng ra là họ không có cái đam mê, họ thiếu những cái điều cụ thể, họ thiếu những cái mục tiêu, họ thiếu những cái mục tiêu, không có đam mê cái chuyện này, cho nên họ muốn tránh. Nhưng mà nếu tôi và bạn cho em 266 người, 70 mấy người ở trên cái live stream này, tôi hỏi anh chị em là anh chị em có đam mê cầu nguyện chữa lành cho người bệnh không? Nếu anh chị em nói có thì tôi khuyên anh chị em là hãy cụ thể vấn đề của mình trước mặt Chúa và đam mê theo đuổi nó đến cùng. Và thậm chí trong lời cầu nguyện của anh chị em là: Chúa ơi, con ra đi truyền giáo, con rao giảng trong hội thánh, con rao giảng ở chỗ nào, Chúa ơi hãy để con thử sức, hãy cho con gặp những cái ca khó, cái ca mà con muốn nó được lành, cái ca mà người ta không thể làm được nhưng con muốn làm được bởi danh Ngài, hãy cho con gặp những điều đó, để con cầu nguyện cho những điều đó, để con có thể kinh nghiệm được những điều mà Ngài làm qua đời sống của con. Đó là cái người thật, cái người đam mê thật, cái người mà cụ thể có một cái tấm lòng thương xót và một sự kêu gọi thật nha anh chị em. Anh chị em thấy cái điều đó ha. Cho nên sứ đồ Phaolô nói như thế nào: anh em hãy tha thiết theo đuổi và tìm kiếm những ân tứ thuộc linh, những ơn thuộc linh. Chúng ta không nên cho rằng những cái ân tứ thuộc linh là nó sẽ tự động nó vận hành trong đời sống tâm linh của mình. Ô, mình cứ theo Chúa đi, cứ trung tín đọc lời Chúa đi, rồi lâu thì lên lão làng, rồi chắc mình tin Chúa lâu thì ân tứ nó tự xuất hiện. Xin thưa, nhầm hết. Nếu chúng ta nghĩ như vậy thì chúng ta quá nhầm lẫn. Không phải đâu. Ân tứ thuộc linh nó sẽ xuất hiện trong đời sống anh chị em đằng sau những đam mê nhiệt thành, tìm kiếm nhiệt thành, gõ cửa nhiệt thành, kiên ăn nhiệt thành, cầu nguyện nhiệt thành, kêu khóc nhiệt thành, la lối nhiệt thành với Chúa, thì ân tứ này xuất hiện. Và làm sao mà mình lại kêu gào? Tại vì mình nhìn thấy nhu cầu, mình muốn giải quyết nhu cầu, mình muốn lòng thương xót của Chúa chạm đến người ta, có đúng không? Thì chúng ta mới đam mê, chúng ta mới kêu cầu chứ. Đấy. Cho nên tôi khuyên anh chị em á, cũng như tôi thôi. Mà cách đây mấy năm đó, khi tôi cầu nguyện cho những căn bệnh ung thư và rồi người ta chết, người ta không mới được chữa lành. Và tôi về tôi khóc với Chúa. Tôi nói: Chúa ơi, con biết đây là một căn bệnh rất khó, y học không thể làm được, nhưng mà con tin Chúa làm được, con tin Chúa chữa được. Và tôi nói với Chúa: Chúa ơi, hãy gia thêm năng lực, gia thêm thẩm quyền, để con có thể cầu nguyện cho người bệnh ung thư và họ có thể được lành. Dĩ nhiên là không phải tất cả người bệnh ung thư tôi cầu nguyện đều được lành, nhưng mà rõ ràng ngày hôm nay trong cái chức vụ của mình, tôi nhìn thấy có một vài người bị bệnh ung thư được lành, đó là mừng và tạ ơn Chúa rồi, tạ ơn Chúa vô cùng rồi, có còn hơn không. Đấy là điều mà chúng ta thấy được cái thành quả của tấm lòng khát khao, và Chúa là đấng thành tín, Ngài đáp lời cho những người khát khao, những người tìm kiếm, những người gõ cửa. Cho nên tôi lưu ý với anh chị em là anh chị em là người cầu nguyện chữa lành, anh chị em hãy chú ý đến cái thời kỳ của mình, có những giai đoạn chúng ta trải qua, có những giai đoạn mà những cái bệnh tim mạch anh em cầu nguyện mãi nó không lành. Anh em về nhà, tôi khuyên anh chị em hãy thưa với Chúa, hãy trình với Chúa, đóng cửa phòng lại và nói với Chúa: Chúa ơi, sao con cầu nguyện mà bệnh tim mạch người ta không lành, người ta chết hết rồi.
Chúa ơi, gia ơn cho con, ban thẩm quyền cho con. Và những cái điều này đó Chúa cho phép xảy ra. Chúa lại đưa những người bị tim mạch đến cho anh chị em để thử sức, tiếp tục cầu nguyện, tiếp tục tìm hiểu, tiếp tục tìm kiếm. Chúa sẽ bày tỏ cho anh em cách cầu nguyện cho những người tim mạch như thế nào, cách chiến đấu cho những người bị tim mạch như thế nào. Và chúng ta sẽ học hỏi những kinh nghiệm và ân tứ thuộc linh đó, nó xuất hiện trên đời sống chúng ta, theo sau những đam mê, những theo đuổi. Anh chị em ạ, điều đó rất là quan trọng, không ạ? Cho nên tôi nói hãy biết cách cụ thể hóa vấn đề của mình và với lòng đam mê nhiệt thành kêu gào và trình cho Chúa. Đó là điều đầu tiên để chúng ta xây dựng được một cái bầu không khí đức tin chữa lành xung quanh cái đời sống cơ đốc của mình. Điều đầu tiên ha. Nên đây là cái chỗ rất là quan trọng, anh chị em thấy không? Quan trọng. Khi mà chúng ta cầu nguyện phép lạ không xảy ra thì chúng ta lại quay về phòng riêng của mình khóc với Chúa. Khi phép lạ xảy ra thì chúng ta hãy hallelujah, vỗ tay và dâng vinh hiển cho Chúa, nói mọi người hãy cảm ơn Chúa, hãy vui mừng với họ. Nhưng mọi vinh quang hãy nói với họ rằng đây là việc Chúa làm cho anh, cho chị. Mà khi cầu nguyện thất bại thì đừng có thất vọng, quá mức thất vọng. Nhưng mà sự thất bại sẽ gia tăng lòng khao khát tìm kiếm Chúa nhiều hơn. Về phòng riêng đóng cửa lại, khóc với Chúa, tìm hiểu tài liệu, nghiên cứu và thưa với Ngài, phải không ạ? Trình bày nhu cầu của mình với Chúa. Kiên ăn là một phần trong cái quá trình này. Chị em xem trong những câu chuyện phúc âm sẽ thấy khi các môn đồ họ cầu nguyện khó đủ quỷ không được thì Chúa nói là hỡi dòng dõi vô tín kia, đúng không ạ? Các môn đồ lúc đó đâu có thất vọng gì đâu, mà tôi thấy rất là hay. Sau khi mà Chúa xử lý xong con quỷ đó rồi thì trong cái lúc riêng tư họ mới thủ thỉ với Chúa: Chúa ơi, tại sao chúng con không đuổi được con quỷ này? Anh em thấy không? Tại sao chúng con không đuổi được con quỷ này? Thì cũng giống như vậy, khi anh em cầu nguyện cho một căn bệnh nó không lành, 5 lần 10 lượt nó không chịu lành, anh em về hãy đóng cửa phòng lại và thủ thỉ với Chúa: Chúa ơi, sao con cầu nguyện mãi mà căn bệnh này nó không lành? Đừng có bỏ cuộc, đừng có nản lòng, đừng có thối chí, cũng đừng bao giờ đẩy trách nhiệm cho người bệnh. Anh không được lành bởi vì anh không có đức tin, anh vô tín. Rất là dễ để mình đẩy trách nhiệm về phía cho nạn nhân để rồi mình giữ hình ảnh của mình. Nhưng mà cái điều đó nó không khiến chúng ta tiến bộ. Anh chị em công nhận với tôi, anh chị em amen với tôi. Chúng ta tiến bộ là khi chúng ta nhìn nhận sự bất lực và yếu kém của mình, thiếu sót của mình, sự chưa hiểu biết tường tận của mình. Và chúng ta về, chúng ta nói với Chúa: tại sao Chúa ơi, xin Chúa bày tỏ giúp con để lần sau con cải tiến được điều này. Đó. Cho nên khi chúng ta liên tục cầu nguyện kết nối với Đức Thánh Linh thì Đức Thánh Linh sẽ chỉ cho chúng ta, bày cho chúng ta, dạy cho chúng ta. Đây là cái phần rất là quan trọng. Tại sao tôi và ông bà anh chị em xây dựng một cái bầu không khí đức tin chữa lành trên cuộc đời của mình? Cái người chữa lành phải là cái người đó. Chứ còn cái người mà cứ đẩy hết cho người ta thì nó chỉ là khởi người xem hoa đâu, hoa lá cành thôi, nó không có đi sâu đi xa được, chỉ vui thôi. Thì tô điểm một vài cái lời cầu nguyện cho cái bài giảng của mình cho nó hay hay vậy thôi, đúng không ạ? Ôi Chúa ơi, chữa lành người này, chữa lành người kia. Cầu nguyện xong rồi quên tuốt lúc, cũng không biết mình cầu nguyện cho ai, vấn đề gì. Cái đó nó dễ. Nhưng mà nếu chúng ta muốn thực sự làm người chữa lành thì chúng ta phải xây dựng nền tảng. Nền tảng đi từ tấm lòng, nền tảng đi từ đam mê, nền tảng đi từ sự kêu gọi nhiệt thành
thành thật. Nền tảng này nó lấy hạnh phúc của người khác làm hạnh phúc của mình, lấy niềm vui của người khác làm niềm vui của mình, lấy sự chữa lành của người khác làm sự chữa lành của mình. Thế là mình tìm kiếm Chúa thôi. Amen anh chị em ha. Vì lý do thời gian đó, thực ra cái bài học này nó còn dài lắm, cho nên tôi xin phép anh chị em là mình tạm ngưng lại ở đây được không ạ? Vì bây giờ cũng 8 giờ rồi, chúng ta mỗi bài giảng mình 45 phút thôi, để cho chúng ta có cái thời giờ mình lãnh hội, chứ mình nói dài quá nhiều khi quên hết trơn, phải không anh chị em? Vì vậy chúng ta ngưng ở đây, và thứ tư tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục cái chủ đề này, chủ đề này, để chúng ta đi tiếp. Nó còn nhiều một lắm để xây dựng một cái bầu không khí đức tin chữa lành, thì nó còn nhiều cái mục khác nữa, và chúng ta mới trình bày mục đầu tiên thôi, đó là biết cách cụ thể hóa đam mê của mình và trình bày cho Chúa, khát khao theo đuổi đến cùng, có đúng không ạ? Đây là cái đầu tiên thôi, còn nhiều cái khác. Tôi sẽ cầu nguyện cho tôi sẽ nói với anh chị em vào thứ tư tuần sau. Ok ha, thứ tư tuần sau. Rồi, bây giờ chúng ta ngưng ở đây. Rồi, chúng ta sẽ chuẩn bị mình cầu nguyện. Xin Chúa đáp ứng bài học và cầu nguyện cho những nhu cầu của anh chị em trong buổi tối hôm nay. Amen. Cảm ơn Ngài. Ok, cảm ơn Chúa. Nào, chúng ta phải biết rằng Chúa chữa lành mình bởi lòng thương xót. Anh chị em buổi tối hôm nay có những nhu cầu, có những nan đề, có những bệnh tật trên thân thể, tôi khích lệ anh chị em hãy tin tuyệt đối vào lòng thương xót của Chúa. Đừng nghi ngờ Ngài. Tôi dám khẳng định với anh chị em 100% rằng Đức Chúa Trời muốn chữa lành cho anh chị em, và Ngài có khả năng chữa lành cho anh chị em. Còn tất cả những lý do ít xị vết gì mà anh em đang nghi ngờ trong tâm lòng, tôi xin hủy bỏ trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tôi hủy bỏ những điều đó trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Chỉ còn lại trong tâm lòng của anh chị em một đức tin xác quyết rằng Chúa muốn chữa lành và Chúa có thể chữa lành tôi buổi tối ngày hôm nay. Bất kể bệnh tật anh chị em là gì, tôi khẳng định với anh chị em một điều đó. Nên nhìn vào phúc âm đi. Tất cả những người bệnh đến với Chúa Giêsu, và Kinh Thánh chép rằng Ngài đặt tay lên từng người và chữa lành hết thảy. Wow, tôi thích cái câu này vô cùng. Và anh chị em ơi, nếu cái câu này nó được thực thi trong hội thánh của Chúa, thì thế giới bước đi rất nhiều những khổ đau. Mà tôi tin rằng Chúa muốn điều đó. Anh chị em hãy tin ha. Tôi khích lệ tất cả những anh chị em đang có bệnh trong người, dù anh chị em là bệnh tim, bệnh xương khớp, bệnh ung thư, bệnh gan, bệnh thận, bệnh trong đường ruột, bệnh trong trĩ, bệnh trong phổi, anh em hãy tin rằng Chúa không bất lực trước những quyền lực đó đâu. Nhưng quyền năng của danh Giêsu cao hơn những quyền lực đó. Và những cái tên gọi đó, những cái danh xưng đó, nó phải quỳ dưới chân của Chúa Giêsu. Nó phải sụp đổ trước danh quyền năng của Chúa Giêsu. Tất cả mọi bệnh tật nó đều có danh của nó. Ung thư ngực, ung thư gan, ung thư xương, ung thư khớp, ung thư tuyến giáp, ung thư tuyến tụy. À, đấy là danh của nó. Và tôi nói rằng hôm nay trong danh Chúa Giêsu, mọi danh bệnh tật này phải đặt dưới chân của Chúa Giêsu giờ này trong danh Chúa Giêsu. Ta truyền lệnh cho toàn bộ những con quỷ gây lên những bệnh tật này, mày rời khỏi những thân thể đang ở trước mặt anh. Mày rời khỏi những thân thể đang trước mặt anh. Ta truyền lệnh cho những linh bệnh tật trong những thân thể đang chịu ảnh hưởng với lời cầu nguyện này. Ta ra lệnh cho tất cả những linh bệnh tật đó rời khỏi đi. Dù bệnh mãn tính, bệnh ung thư, bệnh giai đoạn cuối, bệnh trong gan, trong thận, trong máu, trong xương, trong lục phủ ngũ tạng, tôi ra lệnh cho tất cả những bệnh tật, những linh bệnh tật đó phải rời khỏi thân thể của họ trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Rời đi. Rời đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy rời đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tôi kêu danh của Chúa Giêsu
Tôi kêu danh quyền năng chữa lành của Chúa Giêsu, tại chỗ nào anh chị em bị bệnh, bị đau, bị thiếu hụt thì quyền năng sẽ lưu xuất tại nơi đó giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền phép. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, tôi nói phổi anh chị em phải được phục hồi, gan anh chị em phải được phục hồi, dạ dày anh chị em phải được phục hồi, xương khớp anh chị em phải được phục hồi, phổi, đường hô hấp trên, đường hô hấp dưới, tai mũi họng anh chị em phải được phục hồi, tuyến giáp, ngực anh chị em phải được phục hồi, những u sơ trong tử cung phải tan đi, biến đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Lạy Chúa hãy chạm đến họ giờ này, lạy Chúa hãy chạm vào, khai phóng quyền năng vào gan, vào thận, vào bao tử, vào tim mạch giờ này, khai phóng quyền năng trên huyết áp, trên lượng đường trong máu của họ giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng, trên xương, trên khớp của họ giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng, trên tủy, trên lá lách của họ giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng, trong danh Chúa Giêsu quyền năng, những chứng tê tay, tê chân, những chứng liên quan đến viêm xương, viêm khớp, ảnh hưởng đến hệ thống thần kinh được phục hồi và chữa lành giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Anh chị em thân mến, hãy đặt tay vào chỗ đầu của mình, hãy đặt tay vào chỗ mà cơ quan mình bị bệnh, đặt tay vào gan, vào thận, vào dạ dày, vào phổi, vào đầu, vào tai, vào mũi, vào họng giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền, đặt tay vào. Và tôi công bố bởi đức tin, anh em được chữa lành giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Anh em được chữa lành giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Ra lệnh cho tất cả những bệnh tật này phải rời đi. Nhân danh Chúa Giêsu quyền năng, ta truyền lệnh cho tất cả những quyền lực ma quỷ đang hành hại họ bởi những bệnh tật, hãy rời khỏi những thân thể đang ở trước màn hình. Dù quyền lực này đến bởi nguồn nào, đến từ nguồn nào, đều bị bẻ gãy giờ này. Tôi công bố sự rủa xả tổ tiên, sự rủa xả bệnh tật qua dòng họ, đi ra khỏi đời sống trên giờ này. Tôi bẻ gãy quyền lực đó trong danh Giêsu quyền năng. Dù quyền lực đó đến từ sự thờ phượng ma quỷ, phục vụ ma quỷ, từ những lối sống vô luân vô đạo đức trong tổ tiên, trong dòng họ, khiến cho đau yếu bệnh tật được di truyền qua thế hệ con cháu, hôm nay ta công bố bẻ gãy trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tôi công bố anh em được tự do khỏi những căn bệnh này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Dù ma quỷ này đến đem bệnh thật đến cho anh chị em qua những cái sự thiếu hiểu biết, như thờ phượng ma quỷ, lên đồng bói khoa bói toán, thì cũng bị bẻ gãy giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tất cả những tà linh bệnh tật này hiện ra khỏi những cuộc đời của họ giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tôi công bố tất cả những độc tố của Satan, tất cả những quyền lực của Satan đồn trú bên trong thân thể anh chị em, hãy trao ra, biến đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Rời đi trong danh Giêsu quyền năng. Hãy rời đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy rời đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy rời ra khỏi cơ quan của họ trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Những độc tố trong thận, trong gan, hãy rời ra, trao ra trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Những độc tố trong tủy, trong lá lách, trong dạ dày, hãy trao ra trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Những độc tố trong phổi, trong xương, trong máu, hãy trao ra trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Những độc tố trong tử cung, trong hậu môn, hãy trao ra trong danh Chúa Giêsu quyền năng giờ này. Hỡi Satan, hãy rời đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng giờ này, rời đi. Tôi ra lệnh cho những quyền lực bệnh tật hãy ra khỏi thân thể của anh chị em giờ này. Những khối u hãy rớt xuống trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Những ung nhọt ở trong cơ thể hãy rớt ra trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy vỡ ra và tan đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng giờ này. Anh em hãy đặt tay lên chỗ đau và công bố sự chữa lành. Hãy đặt tay lên chỗ đau và nói rằng, tôi nói rằng quyền năng của Thánh Linh lưu xuất vào thân thể của anh chị em giờ này, như người đàn bà mất huyết vậy đó. Khi chạm lên trong áo của Chúa Giêsu thì quyền năng từ Chúa Giêsu khai phóng lên bà, và bệnh bà lập tức được lành. Tôi công bố quyền năng của danh Giêsu đến trên thân thể của anh chị em giờ này, và lập tức bệnh được lành giờ này. Những đau đầu nhức óc được lành giờ này, những tiền đình được lành giờ này, đau bao tử được lành giờ này, đau trong phổi, ho trong cổ họng được lành giờ này, đau trong tim mạch được lành giờ này, đau trong gan, trong thận được lành giờ này, đau trong xương khớp được lành giờ này. Hãy được phục hồi trong danh Chúa Giêsu quyền năng giờ này. Cảm ơn Ngài lạy Chúa. 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 Tiếp tục đi anh chị. Tiếp tục đi. Tôi tin rằng quyền năng của Đức Chúa Trời không bị ngăn trở bởi không gian thời gian. Không bị ngăn trở.
Quyền năng của Đức Chúa Trời vẫn y nguyên ngày hôm nay. Và tôi nói quyền năng đó đang ở trong phòng của anh chị em đang ngồi giờ này, đang ở trên thân thể của anh chị em giờ này. Hãy nhận lãnh sự chữa lành trong danh Chúa Giêsu quyền năng, bất kể anh chị em là bệnh gì. Tôi nói hãy nhận lãnh sự chữa lành trong danh Chúa Giêsu quyền năng giờ này. Hãy lành đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng giờ này. Hãy lành đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng giờ này. Hãy lành đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng giờ này. Tôi bao phủ anh chị em bởi huyết của Chúa. Tôi bao phủ anh chị em bởi huyết của Chúa. Tôi bao phủ trên anh chị em bởi huyết của Chúa. Tôi bao phủ lên người anh chị em bởi huyết sự sống của Chúa Giêsu. Tôi công bố sự sống của Chúa Giêsu trên anh chị em giờ này. Những ai bị bại liệt, những ai bị đột quỵ, tôi kêu sự sống trên những thân thể của họ giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền này. Sự sống hãy được phục hồi trên xương, trên khớp, trên xây dần kinh, trên cơ, trên gân của họ giờ này. Những nơi bị bại liệt, những mạch máu bị vỡ đó phải được lành lặn phục hồi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Những ai đang tê liệt không đi được, hãy đứng dậy đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy đứng dậy bước đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng giờ này. Tôi nói rằng những người không đi được chống nạn, hãy bỏ nạn bước đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng giờ này. Oh hallelujah. Hallelujah. Tôi công bố danh chữa lành của Ngài. Tôi công bố quyền năng chữa lành của Ngài đến trên thân thể của anh chị em giờ này. Hãy lành đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng giờ này. Những đau đớn hãy rơi khỏi cơ thể của anh chị em đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng giờ này. Những ai đang thở oxy hãy được lành đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng giờ này. Những ai đang ho, đang hen, đang khó thở hãy được lành đi trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng giờ này. Những ai bệnh trong mắt, trong tai hãy lành phục hồi trong danh Chúa Giêsu quyền năng giờ này. Những ai đang bệnh mất ngủ, ác mộng hãy tự do. Mất ngủ ác mộng hãy tự do trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy được tự do trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy đón nhận sự chữa lành giờ này. Đón nhận sự chữa lành giờ này. Đón nhận sự chữa lành giờ này. Một lần nữa tôi nói mọi độc tố trong anh chị em, hãy ra đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy ra bằng mọi đường, đi ra bằng đường miệng, đường mũi, đường hơi thở, đường mồ hôi, hãy rơi ra đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Những bệnh trong gan, trong mật hãy trao ra đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng giờ này. Rơi ra, rơi ra, rơi ra, rơi ra, rơi ra trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy được lành, lành đi, phục hồi. Hãy được phục hồi. Tôi công bố toàn bộ anh chị em được phục hồi. Toàn bộ anh chị em được phục hồi. Những ai bệnh tật được phục hồi. Những ai đau yếu được phục hồi. Những ai đang không đi được thì đi lại được. Những ai đang mơ mắt được sáng mắt giờ này. Những ai đang đau đau được tự do và bình an giờ này. Trong danh Giêsu quyền. Ta tuyên bố toàn bộ những con quỷ đang tấn công thân thể của họ qua những con đường của phần hồn. Hãy nghe đây. Tất cả những cay đắng không tha thứ, giận hờn, chì chiết, đau đớn, tổn thương, tôi bẻ gãy quyền lực đó mày, rơi khỏi những linh hồn đang lắng nghe những lời cầu nguyện này. Hãy rơi đi trong danh Chúa Giêsu quyền này. Hãy rơi đi trong danh Chúa Giêsu quyền này. Hãy rơi đi trong danh Chúa Giêsu quyền này. Trong danh Giêsu quyền này. Hãy rơi đi. Tất cả những bệnh tật gây lên bởi tổn thương, cay đắng, giận hờn, nóng nảy, hãy được tự do trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Huyết áp, tiểu đường, nóng trong gan, nhức đầu, mất ngủ, ác mộng, tôi nói anh chị em hãy được tự do trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy được tự do trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Lạy Chúa con cảm ơn Ngài. Oh hallelujah. Lạy Chúa con cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Và anh chị em hãy đón nhận sự chữa lành. Phép lạ của Chúa đang ở đây. Phép lạ của Chúa đang ở đây. Phép lạ của Chúa đang ở đây. Đón nhận, đón nhận, đón nhận, đón nhận, đón nhận trên thân thể của mình. Hãy nhìn thấy thân thể của mình đang được tác động bởi quyền năng của Đức Thánh Linh. Hãy cảm nhận quyền năng của Đức Thánh Linh tác động lên thân thể của mình giờ này ngay tại chỗ đầu. Có thể anh em cảm thấy nó nóng lên chỗ đó, anh em cảm thấy có điện chạy trong chỗ đó, anh em cảm thấy có thể lạnh chỗ đó, anh em cảm thấy có thể rung lắc vào chỗ đó. Hãy cảm ơn Chúa, hãy tuyệt vời với Chúa, hãy nói với Chúa rằng: ô con cảm ơn Ngài vì Ngài đụng chạm và chữa lành con.
Còn có thể là không có gì xảy ra, nhưng anh em hãy cảm ơn Chúa vì bởi lời Ngài, bởi lần rơi Ngài chịu, con được lành trong danh Giê-xu quyền năng. Hallelujah, cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Tiếp tục đây anh chị em. Tiếp tục đây. Tôi muốn anh chị em kiểm tra lại thân thể của mình và bắt đầu thay đổi cách nói. Kiểm tra lại chỗ đau của mình ạ. Kiểm tra lại chỗ đau của mình và bắt đầu thay đổi cách nói. Tạ ơn Chúa vì những điều Ngài làm. Ngài làm trên đời sống của con. Những ai đang non, đang mửa, những ai đang xuất ra những điều ô uế bên trong cơ thể của mình, hãy xuất cho đến hết. Hãy tiếp tục cầu nguyện và trào ra cho đến hết, để cho anh em được sạch và được tự do. Tôi phủ huyết của Chúa Giê-xu lên trên giờ này. Những anh chị em khác hãy tạ ơn Chúa vì những điều Chúa làm trên cơ thể của mình. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Và anh chị em hãy viết những lời của anh chị em đó xuống dưới dòng comment, để cho những người khác nhìn thấy và tôi cũng nhìn thấy những gì Chúa làm trên cơ thể của anh chị em giờ này. Hallelujah. Những điều Chúa giải phóng anh chị em ra sao, Chúa chữa lành cho anh chị em như thế nào. Ô hãy ghi xuống trong danh Chúa Giê-xu quyền năng. Con cảm ơn Ngài, lạy Chúa. Ô danh của Chúa diệu kỳ. Danh của Chúa thật diệu kỳ. Danh của Chúa thật diệu kỳ. Danh của Chúa thật diệu kỳ. Ô hallelujah. 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 Hallelujah, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài, hallelujah, cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Hallelujah, cảm ơn Ngài. Tiếp tục đây anh chị em, hãy ghi xuống những lời làm chứng của anh chị em. Oh hallelujah. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài, hãy ghi xuống trong danh Chúa Giê-xu quyền năng. Mọi linh ô uế, linh bệnh tật nó đã rời khỏi anh chị em rồi. Anh chị em được tự do, khỏe mạnh trong thân thể. Hallelujah. Bởi danh của Chúa Giê-xu, anh chị em được tự do và chữa lành. Hãy comment xuống bên dưới và tạ ơn Chúa đi anh chị em. Hãy tạ ơn Chúa đi anh chị em. Hãy tạ ơn Chúa đi anh chị em. Hãy tạ ơn Chúa đi anh chị em. Vì Chúa đã làm cho anh chị em điều gì, hãy ghi cụ thể và tạ ơn Chúa đi anh chị em. Hãy để cho người khác thấy. Hãy để cho người khác thấy được Chúa Giê-xu của anh chị em diệu kỳ như thế nào. Tạ ơn Ngài, cảm ơn Chúa. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Cảm ơn Ngài Chúa. Cảm ơn Ngài Chúa, cảm ơn Ngài Chúa. Oh, hallelujah. Hay một người nói là con đã ói ra rất nhiều. Tạ ơn Ngài. Tạ ơn Ngài. Dạ, Chúa Giê-xu, Ngài đã chữa lành bệnh dạ dày của con. Oh, tạ ơn Ngài. Đường hô hấp tốt ra một luồng khí lạnh. Wow. Oh, cảm ơn Chúa. Tạ ơn Ngài, thấy chưa? Rất là nhiều phép lạ khi chúng ta cầu nguyện. Anh em thấy danh của Chúa diệu kỳ không? Danh của Chúa rất diệu kỳ. Khi chúng ta kêu danh của Ngài thì phép lạ xảy ra. Anh em thấy à? Những cái comment ở dưới nè, người ta nói nè, anh chị em mình làm chứng nè. Wow, tạ ơn Ngài. Thật là nhiều. Cảm ơn Chúa vì những điều Chúa làm qua cái màn hình này thôi mà Chúa chữa lành. Nãy con rất chóng mặt, giờ Chúa đã chữa lành con rồi. Tạ ơn Ngài, Chúa chữa lành huyết áp rồi. Ô tạ ơn Chúa. Tiếp tục lên cho em, tôi muốn nhìn thấy những cái lời làm chứng của anh chị em. Wow, tạ ơn Chúa thật nhiều. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Amen. Tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa. Ok, tiếp tục lên cho em. Cảm ơn Ngài. Hallelujah. Cảm ơn Ngài. Quá quyền năng. Hallelujah. Wow, tạ ơn Chúa tuyệt vời. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Tiếp tục đây anh chị em. Hãy làm chứng, hãy làm chứng những điều Chúa làm cho mình. Tôi nói rằng những người tin á, cái người tin vào Ngài sẽ thấy được sự vinh hiển. Chúa nói như thế. Cho nên đôi khi cái lời chứng của mình á, nó nói lên cái điều mình tin. Đôi khi nó nói lên những điều mình tin. Và khi mà mình giữ cái đức tin đó thì sự chữa lành tiếp tục gia tăng. Gia tăng. Lần sau anh chị em cầu nguyện sẽ thấy Chúa thăm viếng gia tăng mạnh hơn. Đức tin lớn hơn, lớn hơn, lớn hơn mỗi ngày. Và đến khi chúng ta được tự do hoàn toàn và sống khỏe mạnh trong cái quyền năng của Chúa, dạ dày được chữa lành.
Dạ, cảm ơn Ngài. Tuyệt vời. Cảm ơn Ngài, tuyệt vời. Rồi, vinh hiển thuộc về Chúa và những điều Chúa làm. Tự tin rằng rất nhiều anh chị em buổi tối hôm nay nhận được phước của Chúa qua lời Ngài, qua sự cầu nguyện, qua sự thăm viếng của Chúa. Amen. Một lần nữa tôi cầu nguyện Đức Thánh Linh thăm viếng tất cả anh chị em đang có mặt ở nơi này. Anh chị em hãy đưa tay ra phía trước để đón nhận nè. Tôi muốn thần của Chúa thăm viếng anh chị em trước khi chúng ta kết thúc. Amen. Cha ơi, con cầu nguyện. Thánh Linh ơi, hãy đến trên anh chị em con giờ này. Ngài há chẳng dặn chúng con khát khao những ân tứ của Ngài sao? Lạy Chúa, con cầu nguyện cho tất cả những anh chị em đang lắng nghe và kết nối vào live stream giờ này, đang nghe lời cầu nguyện này. Lạy Chúa, xin Thánh Linh của Ngài đây dạy họ giờ này, đây dạy họ giờ này, đây dạy họ giờ này. Đón nhận anh chị em, đón nhận, đón nhận thân của Chúa giáng xuống anh chị em đây dạy trong danh Giêsu quyền năng. Đón nhận sự đây dạy và ân tứ siêu nhiên được ban thưởng cho anh chị em giờ này trong danh Giêsu. Anh chị em trở thành người chữa lành trong danh Chúa Giêsu quyền năng, danh Chúa Giêsu quyền năng, danh Chúa Giêsu quyền năng. Oh hallelujah. Đón nhận, đón nhận, đón nhận, đón nhận, đón nhận. Cảm ơn Ngài lạy Chúa. Cảm ơn Ngài lạy Chúa. Cảm ơn Ngài lạy Chúa. Đấng ban ơn, đấng gia thêm ân tư, đấng gia thêm sức mạnh cho anh chị em con, đấng trang bị cho anh chị em con trở thành người của Đức Chúa Trời trong danh Giêsu quyền năng. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Hallelujah. Hallelujah. Xin Chúa bao phủ anh chị em giờ này. Tôi nói thân của Chúa bao phủ anh chị em giờ này. Vinh quang của Chúa đổ đầy trên anh chị em giờ này. Sự sáng của Chúa chiếu rạng trên mặt của anh chị em giờ này trong danh Giêsu quyền năng. Danh Giêsu quyền năng. Danh Giêsu quyền năng. Tôi kêu danh Giêsu quyền năng trên đời sống tâm linh của anh chị em. Tôi kêu danh Giêsu quyền năng trên lời nói của anh chị em. Tôi kêu danh Giêsu quyền năng trên chức vụ của anh chị em vậy. Cảm ơn Ngài Chúa. Thăm viếng hả Chúa. Thăm viếng, thăm viếng, thăm viếng, thăm viếng nữa cũng cảm ơn Ngài. Amen. Cảm ơn Cha. Cảm ơn Cha. Cảm ơn Cha. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Anh em có cảm nhận Chúa đang đụng chạm mình giờ này không? Chúa đang đụng chạm mình giờ này. Wow, tôi cảm nhận sự hiện diện của Chúa ở đây. Tạ ơn Chúa thật nhiều. Tạ ơn Chúa thật nhiều. Chúa thật diệu kỳ, diệu kỳ và diệu kỳ. In Jesus name. In Jesus name. Amen. Amen. Yes. Chào tạm biệt tất cả các bạn chị em. Và hẹn gặp lại anh chị em vào tối thứ sáu. Chúng ta sẽ học lời Chúa qua Zoom. Và những ai có những nhu cầu riêng tư, bệnh tật, ma quỷ, những nan đề trong cuộc sống, muốn cầu nguyện một cách riêng tư, hãy viết mail cho tôi, gửi vào mục sư quý, quý y dài nha, a@gmail.com. Anh chị em sẽ được cầu nguyện trong những buổi riêng để cho chúng ta cùng nhau chiêm nghiệm quyền năng của Đức Chúa Trời và sống một đời sống biết ơn lòng thương xót của Ngài. Amen. Cảm ơn Chúa Giêsu. Xin chào tạm biệt anh chị em và hẹn gặp lại. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.